đó. Ồ, đi cắt lúa đúng không? Hay là cắt bông? Lạng ghê gớm luôn. Ba. Chạy trong đó thấy trong đó cũng chạy lạng vậy đó. Ba. Ba. Kìa kìa. Cái gì đi? Cái quạt đụng cái này. Đụng cái tủ. Đụng chứ. Rồi gặt lại đi. Rồi tao giặt cái đó đi. Tao giặt lúa cho hết đi. Cái rút đó. Thật đó. Rồi giặt xong rồi cho xe chở gỗ chở đi kìa. Giặt đó. Giặt đi. Ủa? Cụ tư này xong không điện được kìa vậy? Điện được. Ừ, rồi bạn đi. Điện được. Ừ rồi rồi. Bạn điện được. Bạn đi được. Rồi con gặt đi. Bạn đi được. Bạn đi được. Bà điện không được. Bạn đi được.